Tại bò tư chiến chào quý khách hôm nay là, sáng hôm nay là ngày sáng lúc 8 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2022. Bò bị trại là có 30 con kem, bò bị trại khá đông. Các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến trại xem cùng tham khảo xem xét chuồng bò có xe nhà cho. Bò bì bông, bò bì đen, có bò bì kem. Ngày 22, 23 tây thì em có giao về khách Vũng Tàu 3 bò nhỏ. Còn cái lô này em vừa là chưa có giao bò kem, bò bì kem. Trên đoạn đường đi giao khách Vũng Tàu có 3 con, xe em chở được 8 con. Xe 8 con, xe 10 con, xe còn rất là rộng. Anh chị có nếu xem chốt thì sẵn phép vô giao cho anh chị luôn. Rồi, xe còn rất là rộng, giao Vũng Tàu, khách Vũng Tàu có 3 con. Còn khách Cần Thơ thì 2 ngày 24 tây giao có 2 con. Rồi, trên đường đi thì anh chị có xem thấy được chốt thì sẵn phép vào xe còn giao cho khách thì em giao cho anh chị tận nơi luôn. Bò phát kem, bò bì kem, bò rất là đẹp, bò mới về, bò giá rất là mềm. Chỉ cao 1m 2 năm thân là 6 bò lỡ. Còn lô kia là 7 thân. 1m 1 năm thân, 7 thân. Nguyên lô bò lỡ 6 con là 1m 2 năm thân. Mỗi lô bò về rất là đều. Địa chỉ tại em là lộ DT19. Thì mình sẵn tuyến đường ghép vô giao lên chị luôn là ngày 23, 22, 23. Xe còn rất là rộng. Thời gian đi giao thì anh chị có xem chốt thì sẵn tuyến đường giao chị luôn. Luôn gò quá đều luôn. Xe rất là rộng, người giao khách cũng vào rồi có 3 con. Đường trên đoạn đường đi anh chị xem chốt thì sẵn đường giao cho chị luôn. Quá đều. Bắp kem, bắp bì kem, bắp bì đen. Lưng nách chà bè. Em quay thật xa anh chị xem dễ phân biệt nguyên lô bắp kem. Còn ngày 24 tây giao khách Cần Thơ có 2 con cặp bò. Con cặp 1. Thì cuối video cũng cảm ơn anh chị gần xa đã đăng ký và lướt xem kênh YouTube Trại Bò Tư Chiến. Hẹn lại trong anh chị đăng video kế tiếp.